Chiều ngày 15 tháng 3, đoàn công tác của quân khu 2 do Thiếu tướng Đinh Mạnh Phát, Phó Tư lệnh quân khu 2 làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát nắm tình hình công tác dân tộc tôn giáo trên địa bàn huyện Sốc Cộp. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Thời gian qua, các ủy chính quyền địa phương huyện Sốc Cộp đã có nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chương trình chính sách dân tộc tôn giáo trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn được thực hiện thống nhất, các điểm nhóm sinh hoạt có sự quản lý hướng dẫn của chính quyền địa phương, hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề xuất các giải pháp giúp huyện nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội, nâng cao nhận thức, chất lượng đời sống nhân dân công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng. Đoàn công tác của quân khu 2 đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Sóc Cộp tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, đấu tranh, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Cơ quan quân sự địa phương tiếp tục phát huy vai trò làm tham mưu trong việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các chức sắc già làng trưởng bản, người có uy tín trong phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm an sinh xã hội chú trọng thực hiện công tác xóa mù chữ nâng cao nhận thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện hiệu quả các chương trình dự án phát triển nông nghiệp nông thôn và phát huy nâng cao vai trò các hợp tác xã tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới